tôi đã phạm sai lầm. Lần đầu tiên em thấy trăng sáng vậy á. Cái mỗi lần mà nằm nhìn trời vậy á, tôi nhớ ông Hải quá. Đúng là trong cái rủi là có cái may. Em yêu anh, anh đừng nói đến chuyện này. Chắc chắn là thất bại. Mẹ cứ bình tĩnh đã. Thảo nè, hình như Thảo có hẹn bệnh nhân mới đúng không? Không, là ai? Thấy một người đàn ông ngồi ở dưới, chắc là bệnh nhân mới đó. Thảo xuống tiếp giùm đi. Anh hả? Anh xin lỗi, anh tới mà không báo em trước nha. Không có sao đâu. Tại vì anh mua đồ gần đây nè, rồi sẵn tiện anh muốn qua thăm em với lại coi cái chỗ em làm việc đó mà. Anh mua cái gì vậy? Em coi đi. Anh mua đồ cho con á. Coi coi có thích không? Giỏi quá ta. Cái cô bán hàng nói anh mua màu trắng đi. Cái màu trắng thì nó hợp cho con gái với con trai hơn. Nhưng mà anh mua sớm làm gì? Phải vài tháng nữa em mới sanh mà. Trời ơi, đợi tới vài tháng nữa sao mà mua kịp. Mua trước đi. Em cảm ơn anh. Anh vậy nha, anh về. Anh Giang. Sao anh lại từ chối lời mời của em? Anh rất là thích nhưng mà anh không thể đi được. Đây là buổi triển lãm đầu tiên sau khi em về nước. Em muốn anh biết công việc của em nhiều năm qua. Biết vậy nhưng mà tại vì anh đi làm cả ngày rồi. Chỉ có buổi tối là dành cho Lily thôi, bây giờ anh đi nữa. Tưởng chuyện gì, sao anh không đưa Lily đi cùng đi? Để Lily ở nhà một mình sẽ buồn lắm đó. Nói thiệt là cổ không thích anh đi tới mấy chỗ có em. Lily vẫn còn ghen với em hả? Cổ bướng lắm, đã nghĩ cái gì thì khó mà thay đổi được. Vậy thôi, anh không đi được, em không ép. Hải đâu rồi chị? Cậu Hải đi mua mấy thứ cần dùng rồi. Ủa, em, bữa nay em không làm đồ lắp ráp nữa hả? Em đang dọn dẹp ở trển á, mà sao em thấy có quá trời đồ không xài luôn vậy, em để đâu thì được? Có cái kho nhỏ gần ngay cửa sổ nè. Thôi thôi, để chút nữa chị làm cho. Em làm được không sao đâu. Tôi chết rồi. Sao vậy chị? Mấy cậu trong nhà dặn tôi á, không cho bất cứ một ai đụng vô cái kho này hết. Gì mà nãy tôi quên dặn cô rồi.
Em sẽ không nói gì hết. Cô nhớ là đừng có nói gì nha cô. Trong thời mấy cậu biết được là đuổi tôi ra khỏi nhà đó. Em biết rồi. Cô à, sao mặt mày cô nhợt nhạt dữ vậy? Cô có thấy khó chịu không? Tôi xuống dưới tôi lấy đồ cầu gió cho cô em nha. Em sao hết á? Trời ơi, nhìn anh ta cũng như diễn viên làm răng gì đó. Rất là manly luôn á. Cậu nói quá à. Thiệt mà, tự nhiên á mình nhìn ảnh á, mình thấy ảnh rất là hấp dẫn nha. Có chút xíu đáng sợ, nhưng mà nói tóm lại rất là đẹp trai. Ai, bây giờ mình mới hiểu là tại sao cậu điên vì anh ta. Không chỉ vì bề ngoài của ảnh mà còn là con người của ảnh nữa. Dạ. Coi vậy chứ ảnh là người nhạy cảm lắm. Mà ảnh có mang theo đồ em bé mà ảnh mua đó. Trời ơi, chú đáo như vậy, nhàn gì, thấy bạn cứ khỏe hẳn ra. Mình đã quá lo lắng về những chuyện mà Luli nói về Hải và Giang. Nhưng mà Luli có nói gì không? Cũng là những chuyện không đâu thôi. Con nhỏ đó đó, nó cũng hay lo lắng quá lắm. Mà còn hay suy diễn lung tung nữa. Nếu mà nó nhìn thấy anh Hải ở phòng khám á, thì nó sẽ tin ảnh. Luli gọi cho mình. Vậy nghe đi. Em hả? Sao rồi? Mọi chuyện ổn cả chưa? Không, bây giờ mọi chuyện còn tệ hơn nữa. Em vừa phát hiện ra một chuyện kinh khủng lắm. Hả? Luli à, em bình tĩnh lại đi. Đừng có trầm trọng quá mọi việc. Em làm chị lo đó. Có chuyện gì vậy? Bây giờ em cũng biết phải nói gì từ đâu nữa. Chị không tin em, nhưng mà Em không thể nào mà giữ bí mật chuyện này được. Bây giờ em nói đây em có tiện đâu. Ngày mai chị có nhà không? Em qua nhà chị nha. Anh. Ủa, em vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy? Em nói chuyện với lại chị Thạch Thảo. Nói chuyện với chị Thảo mà em hoảng sợ gì hả? Hay là anh làm cho em sợ? Đâu có. Tại anh đứng đó làm em giật mình thôi à. Ồ. Thì em kìa. Có chuyện gì khi khó chịu không? Chia sẻ với anh đi. Hay là em không tin anh? Cái chuyện của Yên Khê hả? Nếu mà chuyện đó thì anh nghĩ em buồn phiền vô ích. Bởi vì anh với Yên Khê chỉ là bạn thân thôi. Không có gì hết. Hôm nay cũng có mời tụi mình đi xem một cái triển lãm tranh á. Nhưng mà anh biết anh không thích. Anh từ chối rồi. Vậy anh từ chối đúng rồi đó. Em không muốn gặp cô. Sao vậy? Em không tin những gì anh nói hả? Có lẽ là tại vì em không hiểu gì về quá khứ của anh, cũng như là gia đình này. Thế em biết là còn những người khác nữa ngoài anh Hải với anh Hà. Tất nhiên nhà nào cũng có bà con mà em. Họ ở xa quá, anh đâu có điều kiện liên lạc đâu. Nên cũng không nói cho em nghe. Vậy còn những chị em gái của anh thì sao? Cái người mà ở trong phòng này nè, anh kể cho em nghe về người đó đi. Chị bỏ đi lâu lắm rồi. Anh cũng không biết sao liên lạc nữa. Anh Hải có nói với em là người đó là chị của mấy anh, đã đi lấy chồng rồi. Đúng rồi, lấy chồng xong rồi thì theo chồng đi. Rồi tụi anh cố gắng liên lạc, muốn lắm nhưng mà không liên lạc được. Ủa mà sao hôm nay em lại hỏi nhiều về cái chuyện gia đình của anh? Em thấy bình thường mà. Em chỉ muốn biết về quá khứ của gia đình chồng mình, giống như tất cả những người vợ khác thôi. Đó là thể hiện sự quan tâm á. Em hết yêu anh rồi hả? Em yêu anh nhiều hơn lời em nói đó. Nếu mà em không yêu, em sẽ không ở nhà này đâu.
đang làm nghề gì đấy? Thì anh đang làm việc ở văn phòng. Anh kể cho em nghe rồi mà. Văn phòng gì? Ừ, thì văn phòng cũng giống như những phòng khác thôi. Đâu có gì đặc biệt đâu. Để bữa khác đi anh kể chi tiết cho em nghe. Người ta trả anh khá không? Cũng ổn á. Mà bộ em không thấy mệt hả? Hỏi hoài vậy. Đi ngủ nha. Alo ạ. Hà có đó không? Dạ vâng, anh ấy đang ở đây ạ. Ai gọi anh đấy? Alo, dạ Hà nghe. Tôi xin lỗi, đã gọi giờ này, nhưng bác sĩ đã thay đổi lịch hẹn. Ngày mai tôi phải đến phòng khám của ông ta lúc 8 giờ, anh đến sớm hơn thường ngày nha. À, dạ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ qua sớm. Bà ta là ai đấy? Thì là bà chủ bên văn phòng của anh á. Tại sao lại gọi muộn đấy? Thì tại vì bà muốn ngày mai anh cầm giấy tờ hồ sơ qua sớm cho bà. Vậy thôi à. Đi ngủ nha. Ly, em đi đâu vậy? Cái răng của em nó bị nhức quá. Em tới chỗ chị Thảo coi nó làm sao. Có cần anh đưa em đi không? Dạ không, em tự đi được rồi. Cô à, cô đi đường cẩn thận nha. Đường xá lộn xộn hay khớp giật lắm. Coi chừng cái vỏ sách đó. Tôi biết rồi. Thôi được rồi, cô đi để tôi lụm cho. Đi không sao đây, tôi lụm cho. Cảm ơn chị. Ừ. Chị Quý. Dạ. Hình như con Ly nó có chuyện gì. Nó có tâm sự với chị không? Tôi đâu có nghe nói gì đâu. Ngay cả cổ đau răng tôi còn không biết. Biết chứ sao không biết. Cô Thủy phải không? Ừ, cô đó xinh đẹp, dễ thương. Thì khổ ghê á. Cũng cầu mong cho cổ được siêu thoát. Dì có biết tường tận cái chết của cô Thủy không à? Biết chứ sao không biết. Nhưng mà tôi không có nói cho ai nghe hết trơn á. Trời ơi, anh em nhà cô hả, buồn phiền về chuyện này dữ lắm luôn á. Dạ, con cũng có nghe nói là cô Thủy mất lúc đang mang thai hả gì? Đúng rồi đó, cô đi yêu một ông già giàu có. Ổng là kẻ vô liêm sỉ, ổng nói là ổng chưa có gia đình. Cậu Giang có kể cho cô nghe hết rồi mà, đúng không? Dạ có, kể hết rồi. Mà chị có biết là tại sao ông già đó chết không? Biết chứ sao không biết, ổng chết vì tai nạn. Cái loại người với ổng hả, chắc gì đã được siêu thoát. Mà không biết làm sao cô Thủy lại dại dột tự tử vì ổng nữa. Nhưng mà dì có tin cô Thủy chết là vì ổng không? Tin chứ sao không tin. Anh em nhà cô hả, hận vì cái chuyện này dữ lắm luôn rồi đó. Hận thù để làm cái gì chứ? Để trả thù hả? Phải rồi, đó là tội ác mà. Cho dù hả, ổng có chết đi chăng nữa thì tội ác của ổng cũng còn rành rành ở đó, đúng không? Đây là Yên Khê mà. Chỉ là một người giống cô ta thôi. Đúng là Yên Khê. Quần áo đầu tóc có khác, nhưng mà chị chắc chắn chính là cổ. Chị có nhớ cô gái đến bệnh viện lúc ba mất không? Cái cô gái mà tự nhận là tình nhân của ba. Tôi nói thiệt, tôi không nói dối. Đúng rồi, em lấy anh này ở đâu? Ở nhà anh Hải. Chị không hiểu tại sao lại có chuyện này. Tại vì cô ta là Thủy, là em gái của ba người đó. Chị nghĩ sao về chuyện này? Chị không nghĩ gì hết. Chuyện này thật không thể nào mà tin nổi. Hay là mình gặp bọn họ, nói chuyện thẳng thắn và yêu cầu họ một lời giải thích. Họ sẽ vẫn tiếp tục nói dối mình như suốt thời gian qua thôi. Hôm qua đã nói chuyện rõ ràng với anh Giang. Anh Giang vẫn nói hả, là chị hai đã đi lấy chồng xa, bây giờ không liên lạc được. Tin được không? Trong khi những gì em biết á, đây chính là cô Thủy, là em gái út của ba người đó.
Đúng rồi, có lần anh Phần bạn của anh Phát đã hỏi chị về chuyện đó. Nói là thấy bà đi với một cô gái trẻ, cứ tưởng là em út của chị, nhưng mà đây chính là cô Thủy. Tại sao lại có chuyện chớ treo như vậy chứ? Nè, anh cầm lấy đi. Đưa tôi chi? Đẹp không? Anh có biết nó bao nhiêu tiền không? Đẹp, chắc là mắc lắm. Có thể là bằng cả một gia tài. Đúng rồi, chắc cả cuộc đời của anh cũng không mua được nó đâu. Nhưng nó sẽ là của anh nếu anh chịu thu xếp đi kỳ nghỉ ở biển với tôi. Tôi lấy này để làm gì? Hey, thì cứ cầm lấy đi, rồi tôi sẽ mua cái khác. Em thích không? Anh lấy đâu ra đây? Em đừng có hỏi, anh chỉ muốn biết là em có thích hay không thôi. Tất nhiên là em thích. Đẹp thế này cơ mà. Nhưng mà không có nghĩa là em sẽ nhận nó đâu đấy. Sao vậy? Không phải là em thích trang sức lắm sao? Thích. Nhưng mà đừng có nói với em là anh mua cái này bằng tiền lương của anh chứ. Cái này anh mua bằng tiền lương tạm ứng của anh đó. Lương tạm ứng gì mà nhiều thế? Em không muốn anh rơi vào rắc rối chỉ vì muốn chiều lòng em đâu đấy. Tại sao lại không tin anh? Đây là tiền lương anh tạm ứng được sau một chuyến đi công tác xa. À, đi du lịch đúng không? Là đi công tác. Anh chọn lâu lắm mới được đó. Nếu em không lấy thì anh sẽ thất vọng lắm. Cảm ơn anh. Nhưng mà lần sau đừng có phí tiền vào trang sức nữa nghe chưa? Để dành tiền anh kiếm được vào cái gì quan trọng hơn đi. Em là quan trọng nhất đối với cuộc đời của anh rồi. Tất cả những thứ còn lại đều vô nghĩa. Về rồi hả? Dạ. Làm răng sao rồi? Chỉ cần uống thuốc chút xíu thôi là sẽ hết nhất à. Chị đi chợ hả? Tôi đi chợ. Nhà hết đồ ăn rồi. À nè cô, cái phòng cô trển á, để tôi về tôi dọn dẹp cho nha. Dạ không sao đâu. Chị đi lẹ đi, đừng có gặp ai cũng tám. Trời ơi, nói quan tôi không à. Sớm nay tôi quen của mình bà Phi, gặp bà tôi sáp vô nói chuyện chứ tám nào. Chị, để bữa nay em đi chợ cho. Trời, cô đi được không? Có gì đâu mà không được. Em cũng muốn coi thử cái chợ ở đây nó làm sao. Đi đây, em đi nha. Sao em đi xiên dữ vậy ta? Ôi Trinh, à? Đi làm sớm vậy? Anh không nhớ hôm nay sinh nhật Hải Yến hả? Nhớ chứ. Thì tụi em tới đây sớm để chuẩn bị bữa tiệc tối nay nè. Anh rảnh không? Mua giùm em ít bông nữa thôi. Được rồi. Rồi, nhớ tới sớm nha. Ủa, bữa nay sinh nhật Hải Yến cho mình không nhớ gì hết vậy ta? Mà không nghe cô nói gì luôn. Hôm nay chúng ta chỉ tập trung đi mua sắm, công việc thì coi như cũng ổn. Hôm nay tôi xin phép được về sớm hơn mọi bữa. Để làm gì? Hôm nay sinh nhật của Hải Yến. Anh tính đứng ra tổ chức sinh nhật cho cô ta à? Không có, những người ở quán bar họ tổ chức cho Hải Yến. Ok, nhưng mà tối nay tôi cũng tiếp khách ở nhà, anh đến với dự một lúc đi, rồi đến dự sinh nhật cho cô ta cũng còn kịp mà. Thôi mình đi mua sắm. Chào bà, rất vui hôm nay được đón bà ở đây. Cả cô nữa, xin chào cô. Chào ông. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Ở đây thật là đẹp. Ông Bách chồng bà hồi lúc còn sống cũng thường hay đến đây. Ông cũng rất muốn mua nơi này. Nói vậy bác là quản lý ở đây à? Tôi quản lý ở đây gần 10 năm rồi. Chị Lan. Dạ. Xin phép. Con chào cô. Chào chị. Chị khỏe không? Tôi khỏe, chào cháu. Không ngờ chị với cháu lại đến nhà tôi chơi vậy. Dạ mời vô. Sao cậu đứng đây? Có một số người tôi không muốn gặp. Ai vậy? Ông
Không cần biết. Dạ, mẹ với con qua đây chào cô một tiếng, rồi mẹ với con phải về liền. Ôi trời đất ơi, sao lại đi vội như vậy? Mấy khi mà hàng xóm láng giềng tụ tập nhau như vậy, với lại chúng ta còn vấn đề quan trọng để bàn bạc, sẽ làm lại con đường để chạy quanh khu vực này nè. À, đợi tôi gọi trợ lý của tôi nha. Hà ơi, Hà, có nghe tôi gọi không? Hà ơi. Ủa, sao mọi người không chào nhau đi? Hình như là lâu lắm rồi mọi người mới gặp nhau phải không? Xin lỗi chị, tôi nghĩ là không nhất thiết phải gặp cậu này đâu. Xin phép chị, chúng tôi đi nghe. Giờ này mà anh Hà cũng chưa đến nữa. Chán nhở? Có thể anh bận việc nên đến trễ một chút. Tôi có nói với ảnh rồi mà, chắc chắn là sẽ tới. Ơ, sao lại nói? Tôi đã bảo là muốn bất ngờ rồi mà. Thì phải cho anh thời gian để chuẩn bị chứ. Chúc mừng sinh nhật em, Hải Yến. Cảm ơn anh. Anh sao vậy? Tại sao lại trách móc tôi? Tôi chỉ muốn anh làm quà với mọi người thôi mà. Đừng có nói chuyện đó nữa. Bây giờ tôi phải đi liền nè. Anh đi đâu? Tiệc vẫn chưa bắt đầu. Với lại tôi còn rất nhiều chuyện quan trọng để bàn với láng giềng của tôi. Chị biết là Hải Yến đang chờ tôi mà. Dạ tôi cũng không thể nào ngưng cuộc họp để cho anh đi. Anh phải đợi cho đến khi mọi người ra về. Chị Tuyết, chị hứa là hôm nay cho tôi về sớm. Vậy mà bây giờ trễ hơn một tiếng đồng hồ so với mọi bữa rồi. Anh còn có đêm nữa mà. Tiệc đêm càng vui. Nè, nhưng nhớ là ngày mai đó anh phải đi biển với tôi đó. Cái gì? Tôi có nghe chị nói là ngày mai đi biển đâu. Như vậy làm sao chuẩn bị kịp? Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi. Tôi làm việc theo ngẫu hứng. Bây giờ anh nên nhớ đợi mọi người về thì anh mới về, và sáng mai anh phải đi biển với tôi. Nếu mà như vậy á thì tôi sẽ nghỉ việc, bởi vì tôi không thể nào làm việc theo cách ngẫu hứng của chị được. Còn chuyện ngày mai á thì quên đi, tôi không đi đâu. Bây giờ tôi phải tới cho Hải Yến liền, tôi không muốn lỡ hẹn với cổ. Và tôi cũng không muốn anh lỡ hẹn với tôi. Nếu mà anh bước đi đó, tôi sẽ không chịu trách nhiệm những gì tôi làm. Tôi cảnh cáo anh đó. Chị thích làm gì thì làm đi. Anh, anh không bao giờ quên ngày sinh nhật của em cả. Anh sẽ và luôn kỷ niệm nó với tất cả niềm vui. Chỉ cần em có ở bên cạnh anh. Cảm ơn anh, em rất cảm kích. Em không cần phải cảm ơn. Anh đánh giá cao em và tất cả những công sức của em đóng góp cho quán bar này. À, chiếc vòng đẹp quá, anh không nhận ra. Anh Hàn tặng em đấy. Rất tuyệt. Như vậy quà của anh chỉ là rác rưởi so với chiếc vòng này. Anh không cần phải nói như thế, quà lời tấm lòng mà. Rất cảm ơn cử chỉ đẹp của anh. Chào cả nhà, chúc mừng sinh nhật cậu Hải Yến. Nếu như mình biết sớm, mình đã làm một buổi tiệc thật là hoành tráng để tặng cậu rồi. Không sao Phương Nhung. À, hôm nay không cần phải tính cát xe cho em đâu. Em sẽ hát tặng mọi người nhé. Dạo này cổ sao sao á anh ơi. Ít khi nào nói chuyện với em. Mà nói thì cũng nói chuyện với chi mà. Lạ lắm. Ủa chị Quyết? Hả? Hồi chiều Lưu Ly đi lúc mấy giờ vậy? Khoảng 5:30. Cổ nói cổ đi thăm cô Thảo. Rồi có nói gì nữa không? Dạ không. Thì không nói không chào câu. Gì vậy ta? Em gọi điện thì tắt máy. Ủa nè, anh có biết số điện thoại của nhà chị Minh không vậy? Không. Liệu mình có thể tin được những lời mà bà hàng xóm nó nói không? Em tin. Bà không hề biết em là con gái của ba. Bà ngồi bà chửi ba xa xá, lúc đó chỉ muốn hét thẳng vô mặt bà, tôi là con gái ổng nè. Nè, hai chị em ngồi nói chuyện cả giờ đồng hồ rồi. Có chuyện gì bất ổn không? Không sao, mọi chuyện vẫn ổn mà. Đừng có gạt mình. Mình thấy mặt của hai người là bất ổn rồi đó. Mình thực sự không muốn xí vô chuyện này đâu. Nhưng có gì cần giúp thì cứ nói với mình. Có gì mình sẽ kể cho cậu nghe sau. Nè, ngồi lâu rồi có đói bụng không? Không, cảm ơn Minh. Vậy thôi, hai người cứ nói chuyện tiếp đi.
Mình cho Đức ngủ đây. Chị, mà hình như là em ở đây lâu rồi đúng không? Thôi, trễ quá rồi. Trời ơi, bây giờ em sợ lắm. Em nghĩ đến cái chuyện là em nằm trên cái giường của cô Thủy đó là rợn hết cả người. Em kiềm chế cảm xúc dở lắm. Chị hiểu. Ước gì giờ em được ở lại với chị. Nhưng mà nếu như vậy sẽ làm cho mọi chuyện rối tung lên á. Em nghe chị nè, cố gắng bình tĩnh, chị sẽ đưa em về. Nhưng mà chị cũng nghĩ là ba người đó vô nhà mình chỉ với mục đích là để trả thù thôi đúng không? Thật không thể nào tin nổi là họ đã lừa dối mình. Kể cả anh Hải nữa, anh Hải đã lừa dối chị. Và Giang chỉ muốn lấy em để... Chị à, thật sự bây giờ em chưa tìm được bất kỳ lời giải thích nào có thể hay ho hơn vậy nữa. Mà bác Phi đã nói là họ rất căm hận cái chết của cô Thủy. Vậy họ sẽ làm gì mình hả chị? Họ đã giăn bẫy và chúng ta đã ngã vô đó. Hay là bây giờ... Thôi, em không muốn về đó đâu. Chị ơi, hay là bây giờ mình về mình nói hết với mẹ đi. Mình xin lỗi mẹ, mình thú nhận hết tất cả với mẹ. Em nghĩ là mẹ có thể có cách giải quyết đó. Không được. Em phải hiểu là tự tụi mình chuốc lấy chuyện này, cho nên tụi mình phải tự giải quyết. Không có kéo với mẹ vô chuyện này được. Không có thể nào mà để cho mẹ đau khổ hơn nữa. Mình phải tự giải quyết việc này. Trước mắt là phải đối diện với họ càng sớm càng tốt. Ủa, em? Em đến để xin lỗi cho Luli. Tại em và Minh giữ Luli ở lại chơi, mãi nói chuyện nên quên mất thời gian. Em ngồi đi. Thôi được rồi, giờ em phải về. Vậy mai mình gặp nhau hả? Ừ, để em coi đã. Còn coi công việc ở phòng khám ra sao nữa. Mời chị ngày mai sang đây chơi. Để em nói chị Quý nấu cái gì, mời chị nha. Cũng được. Luli, em đồng ý không? Ờ, cũng được chị. Thôi, em về nha. Xin chào nhau miệng môi khô đắng, chắc ta về thôi. Cô Hải Yến, tôi đến đây không phải để dự sinh nhật của cô đâu, mà tôi muốn đòi lại sợi dây chuyền đang ở trên cổ cô đó. Bà nói gì tôi không hiểu. Dễ hiểu quá mà. Bởi vì sợi dây chuyền đó là của tôi. Tôi cho Hà, không phải để Hà tặng cho cô, hoặc đại loại là tặng cho người khác. Hiểu chưa? Cái bà già này, bà bị điên hả? Hải Yến, đừng có thèm để ý tới bà ta nữa. Nè, tôi cảnh cáo cô đó. Nếu cô không biết điều trả lại sợi dây chuyền cho tôi thì cô sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng đó. À, thím. Có lẽ là thím hiểu lầm chuyện gì chăng? Vì bữa nay là sinh nhật của Hải Yến, chắc có lẽ là thím đi chỗ khác chơi đi, nghe. Dạ mà còn nhiều chuyện nữa. Không sao. Nếu bà nói đây là dây chuyền của bà thì nghĩa là nó là của bà. Bà nhận lấy đi. Đương nhiên rồi, tôi sẽ lấy lại nó một cách dễ dàng, cũng như là tôi đã từng cho Hà. Cô đừng có quên chuyện đó đó. Thím, sao giận dữ vậy? Đã tới đây rồi thì dự sinh nhật luôn đi. Nè, bánh kem của thím. Mất dạy. Anh biết sớm muộn gì thì chuyện này cũng xảy ra mà thôi. Anh biết chuyện gì? Thì chuyện thằng Hà đang giấu em đó. Anh cũng định không nói cho em biết, vì anh sợ em nghĩ rằng anh vu khống hắn ta. Nhưng em đã thấy rồi đó. Anh Hà quan hệ ra sao với người đàn bà đó? Hà đang cặp kè với bà ta, là người tình tay trong tay đi khắp tất cả mọi nơi. Tất cả những người có máu mặt trong thành phố này đều biết chuyện đó.
bởi vì bà ta là một đại gia tầm cỡ và thằng Hà đang lợi dụng để moi tiền của bà ta mà thôi. Không đúng. Nếu như em nghĩ anh đang nói dối thì anh sẽ không nói gì nữa. Anh ấy không phải là người tầm thường như vậy đâu. Không tầm thường à? Nếu không tin, em hãy thử hỏi anh ta xem anh ta có đủ can đảm để thừa nhận tất cả chuyện này không. Anh không ngờ rằng hắn ta lại là một kẻ mạt hạng như vậy. Em không tin. Em không tin. Thế em không thấy cách ăn mặc của hắn ta sao? Quần áo của hắn ta toàn những đồ sang trọng, toàn những đồ hiệu. Hắn ta lại còn có tiền để mua cho em những món trang sức đắt tiền nữa kìa. Tất cả những thứ đó không có cái gì là của hắn ta hết. Anh thôi đi. Tất cả những thứ đó hắn kiếm trác từ nghề trai bao đó, em hiểu chưa? Anh thôi đi. Hà Yến đâu rồi? Cô có trong phòng make up không? Anh tới trễ rồi, cô ấy đã đi. Thiệt hả? Nhìn mặt tôi giống giỡn lắm hả? Chưa ngủ nữa hả? Tự nhiên thấy khát nước thôi. Nhưng mà em nói thiệt á, cảm thấy lo về Loli làm sao á anh ơi. Cổ cứ tránh mặt em, hình như là không có nói chuyện với em luôn. Lo cái gì? Thì mày thử nghĩ lại coi, có làm gì phật ý người ta không? Không, em không có làm gì á. Em đang sợ là cô hối hận khi mà về đây ở nè. Cứ làm sao á, cô gần như là hả, ở luôn bên chỗ nhà bạn của chị cổ luôn. Vậy thì mày phải gặp nó, nói chuyện cho rõ ràng, để tránh bị hiểu lầm. Thiệt là mọi cái đang rất là tốt luôn á. Công việc em thì hả, được người ta khen dữ lắm. Ông Lưu còn đòi tăng tiền lương cho em nữa. Em đang tính bàn với anh coi thử giờ chỗ nào ở cho nó đàng hoàng. Thôi đi mày, đừng có nôn nóng rồi làm tầm bậy tầm bạ. Mày á phải nói chuyện với con Ly, còn giải quyết mọi vấn đề nữa. Gì vậy? Im im. Gì? Chạy nữa rồi. Mấy con quỷ chuột, mấy hôm nay nó phá bánh nhà. À, trời, Loli sợ chuột lắm á. Cổ mà thấy cổ xỉu luôn. Vậy thì mày đừng có cho nó biết. Chuyện này để tao. Tao mua thuốc và tao xử tụi nó. Tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế trong đời tôi. Em nghe anh nói nè, anh buộc phải làm việc cho bà ta, bởi vì anh không tìm được một công việc nào có thu nhập tốt hơn hết. Nên anh phải đi bán mình đúng không? Anh không bán mình, anh chỉ làm đúng trách nhiệm của anh thôi. Tôi không phải là con ngu. Một con đàn bà đi bán mình đã là chẳng ra gì rồi. Một thằng đàn ông đi bán mình quá ghê tởm. Này Yến, anh đã lầm về em. Em chưa bao giờ yêu anh hết á. Cả anh và tôi đều đã lầm. Anh đi đi. Đi với bà ta đi. Tôi không cần anh nữa. Mày đã nghe Hải Yến nói gì rồi chứ? Biến đi, đừng quay trở lại.
kêu chủ tịch xuống gặp tôi. Tại sao lại phải kêu bà chủ giờ này? Để sáng mai không được sao? Tôi đã có việc rất quan trọng gặp chị. Còn nếu như ông không làm theo ý tôi á, thì được rồi, để tự tôi lên đập cửa. Anh tưởng tôi có thể để cho anh làm chuyện này sao? Hả? Ông nghĩ ông cãi được tôi hả? Ông Công, buông anh ta ra đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Chị Tuyết, không ngờ một người lịch sự như chị á lại có thể làm một chuyện thấp hèn như vậy. Chị biết hành động của chị á đã khiến mọi chuyện đi quá xa rồi không? Tôi thừa nhận với Hà, giận quá mất khôn. Nhưng mà lỗi á là lỗi do Hà. Lý ra lúc đó Hà không nên bỏ về. Hà đã không làm tròn bổn phận của người nhân viên hưởng lương bổng cao ngất như vậy. Hành động của chị á đúng là điên rồ thiệt đó. Nếu mà chị muốn lấy lại cái vòng cổ đó thì nói với tôi trả lại. Tại sao phải cư xử như vậy chứ? Chắc cô ta giận Hà lắm phải không? Nhờ ơn của chị, bây giờ mối quan hệ của chúng tôi sắp gãy đổ rồi đó. Cô đuổi tôi ra khỏi nhà rồi kìa. Vậy à? Hô, nếu mà như vậy là tin tốt đó. Hà phải cảm ơn tôi đi, bởi vì cô ta hoàn toàn không xứng đáng với Hà. Tin tốt hả? Ừ. Cảm ơn chị nha. Vì ai á là người xứng đáng với tôi? Một người có tuổi giống như chị hả? Một người luôn thích kiểm soát tất cả mọi thứ theo ý của mình, có phải vậy không? Nè, Hà nên nhớ, tôi là sếp của Hà. Anh nói thận trọng một chút đi. Ừ thì đúng rồi, trước đây á chị là sếp của tôi, nhưng mà kể từ bây giờ tôi chính thức nghỉ việc. Hà, giữa hai chúng ta không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa hết. Và tôi không bao giờ muốn gặp lại mặt chị nữa. Hà, nghe tôi nói nè. Hà ơi, đừng buông tôi ra, đừng có chạm vào tôi. Đừng đi mà. Tránh xa tôi ra. Hà, tôi xin lỗi Hà. Tôi xin lỗi Hà, đừng đi. Tôi hứa với Hà là tôi sẽ không làm như vậy nữa. Bây giờ tôi nói thẳng ra luôn, tôi thừa biết là chị cố tình tạo công việc này ra để mà điều khiển tôi, để mà tôi ở bên cạnh chị, có đúng vậy không? Chị thừa nhận đi. Tôi thừa nhận. Nhưng mà thật lòng là tôi yêu Hà. Từ lúc quen biết với Hà, tôi không hề nghĩ đến người đàn ông nào khác nữa. Chị hãy đi mà tìm cái thằng trẻ bao khác. Tôi không phải là thể loại đàn ông đó, chị nghe rõ chưa? Đừng bao giờ dùng tiền mà mua chuộc tôi nữa. Hà, nghe tôi nói nè Hà. Hà nghe tôi nói nè Hà. Tôi không thể làm như vậy. Tôi tôn trọng Hà mà. Hà nghe tôi nói nè. Hà lấy tôi đi Hà. Lấy chị hả? Tôi không hiểu sao tôi lại rơi vào một trường hợp nhớ dẫn như vậy nữa. Chị biết vấn đề bây giờ của chị là gì không? Không phải cần một người chồng đâu, mà cần một bác sĩ tâm lý, một chuyên gia tâm lý để giúp cho cuộc sống của chị cân bằng hơn. Chị hiểu rõ chưa? Hà, tôi xin Hà mà. Hà lấy tôi đi Hà. Hà lấy tôi đi, tôi sẽ cho Hà tất cả những gì tôi có. Tất cả những tài sản của tôi có tôi sẽ cho Hà hết. Tôi chỉ cần Hà thôi. Tôi chỉ cần Hà sống mặt thôi. Đừng bỏ tôi mà Hà. Hà lấy tôi đi. Thôi đi. Tôi sẽ cho Hà tất cả mà. Chuyện này chẳng khác gì một con ác mộng. Hà ơi, đừng Hà. Bà chủ, bà làm sao vậy? Bà chủ, bà hãy bình tĩnh lại đi. Tôi xin bà, hãy bình tĩnh lại đi. Hãy cố gắng hít thở sâu rồi. Hãy thở thật sâu. Bà chủ, bà chủ. Ok em, anh đi cho nóng. Không nuốt được. Em đừng tự hành hạ mình như vậy. Hắn ta không đáng để em phải mất ăn mất ngủ đâu. Tại sao lại phải vào ngày sinh nhật của em cơ chứ? Tất nhiên là không ai muốn chuyện đó xảy ra cả. Nhưng nó đã lỡ xảy ra rồi. Em hãy chấp nhận và quên luôn nó đi. Anh vẫn ở bên em như trước kia. Anh không hề quên em. Anh sẽ không làm cho em thất vọng. Ở bên anh thì em sẽ làm được những gì em muốn. Và anh sẽ biến em trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nổi tiếng cái gì ở cái quán bar đây? Tại sao anh lại nghĩ vậy? Đó chỉ là bước đệm thôi. Chúng ta sẽ phát triển ở những nơi khác nữa. Anh sẽ gửi em đi học thanh nhạc. Em sẽ trở thành một ca sĩ thực thụ. Em hãy quên hắn ta đi. Một thằng vô lại, một thằng lăng nhăng. Còn anh,
anh yêu em. Và anh sẽ làm bất kỳ điều gì để em trở về bên anh. Sẽ không ai thay thế được anh đâu. Em ăn đi. Nguyên đêm qua bà không có ngủ. Em nghe tiếng bước chân bà đi tới đi lui á. Như vậy thì mình phải có cách nào để giúp bà chứ. Đành phải chờ bà dịu cơn bốc quả lại thôi. Nhưng theo tôi có lẽ sẽ rất khó. Bởi vì bà đã phát cuồng đối với thằng Hà rồi. Cái gì vậy? Bộ bà tự sát hả? Như vậy là có chuyện rồi. Bà chủ, bà chủ ơi, bà có sao không vậy? Mở cửa đi bà chủ. Bà chủ, bà chủ ơi, mở cửa ra đi mà. Đưa chìa khóa đây, nhanh lên. Bà chủ, bà làm sao vậy? Tôi không muốn sống nữa, nhưng mà tôi không có can đảm để chết. Ông Cộng, tôi đây, giúp tôi đi. Ông đâm cho tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa. Ông đâm cho tôi chết đi ông Cộng ơi. Bà chủ, tôi không thể. Thưa bà, tôi yêu Hà hơn tất cả những gì tôi đang có mà. Xin bà hãy bình tĩnh. Chị à, chị nghỉ ngơi một chút nha. Chị cần nghỉ ngơi mà, đừng có suy nghĩ nhiều nữa nha chị. Buông tôi ra đi. Tôi không thể nào sống thiếu Hà. Tôi không thể nào sống thiếu anh đi. Hà đã nói với tôi rồi. Hà nói là Hà sẽ không bao giờ nhìn tôi nữa. Hà sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Hãy cho tôi chết. Anh làm sao làm nha. Em bực mình lắm mà chịu hết nổi. Tao sẽ làm mà. Nè, đừng để lời chú ý đó nha. Yên tâm đi, tao đã có cách rồi. Không có dùng bẫy nữa. Dùng bẫy dễ bị lộ lắm. Tao sẽ dùng thuốc. Tuy hơi ác nhưng mà kệ. Bẫy thuốc chích điện gì cũng được, miễn sao nó chết hết là được rồi nha. Mà cái thuốc của anh nó có hiệu quả không? Hiệu quả hay sao không mày? Tao mới phát hiện ra một loại thuốc, chỉ cần mình trộn vô đồ ăn của nó, khi ăn vào nó sẽ chết trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Được á. Vậy anh làm liền đi nha. Làm liền đi, nó phá gia đình mình em cọc lắm rồi á. Nhưng mà mày phải hứa với tao không cho con Ly nó biết chuyện này. Giải quyết nhanh lẹ càng sớm càng tốt. Được rồi.